Nhưng bạn hãy nhớ là như thế này, tất cả những cái nét phúc tướng ấy, thì nó không phải là bỗng dưng mà nó có đâu. Đôi khi có những cái nét phúc tướng mà khi sinh ra có, nhưng mà qua thời gian ấy. Xin chào quý vị và các bạn nha. Cái video đợt trước ấy, cái video đợt trước mà mình chia sẻ cùng quý vị và các bạn ấy, nghĩa là bốn cái nét phúc tướng của người phụ nữ, càng to thì càng phú quý. Thì cái video đó ấy, cũng được nhiều bạn khán giả, bạn ấy để lại nhiều cái bình luận rất là tích cực. Và trong số những cái bình luận đó ấy, thì có một bạn khán giả thì bạn cũng để lại cái bình luận bạn yêu cầu mình, nghĩa là bạn ấy muốn mình chia sẻ về những cái nét mà phúc tướng của cái người đàn ông ấy, nghĩa là những cái nét càng to càng quý của cái người đàn ông ấy. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ bốn cái nét phúc tướng của người đàn ông, nghĩa là càng to thì càng có phúc, càng phú quý. Thì thế này, đôi khi là cũng có nhiều người thì người ta cứ hay nghĩ rằng là cái người mà có phúc tướng ấy, nghĩa là cái người có phước báu ấy, thì là cái người mà giàu sang và là cái người mà có nhiều kiến thức, nghĩa là người thông minh và có nhiều kiến thức đấy. Thì nhiều người thì người ta cũng hay cho rằng là cái người có phúc tướng là những cái người như thế. Nhưng mà tuy nhiên ấy, trên thực tế thì nó không hoàn toàn. Bởi vì thế này, bởi vì có những cái người mà người ta nhiều tiền, người ta giàu, người ta nhiều tiền, nhưng mà cái cách tiêu tiền của người ta ấy, nó không nói lên là người ta là cái con người mà sang trọng. Mà cái cách tiêu tiền của người ta ấy, nhiều khi tiêu xài mà không đúng mục đích, tiêu rất nhiều, rất tốn, nhưng mà cái tiêu tiền của người ta ấy, nó không mang lại lợi ích cho ai cả, mà nó chỉ mang lại cái sự thỏa mãn cho bản thân ấy. Cho những cái cuộc vui mà chớp nhoáng, cho những cái thứ mà nó phục vụ bản thân, phục vụ chính mình thôi. Mà người ta nói rồi, cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, đúng không ạ? Chính vì vậy thì đâm ra là cũng có nhiều người có tiền mà người ta xài tiền không đúng cách, không đúng chỗ ấy. Thì hoàn toàn là người ta có phú nhưng mà người ta không quý. Phú là giàu, quý là sang. Phú quý là giàu sang. Chính vì vậy thì người ta có giàu nhưng mà người ta không có sang. Mà cái người mà giàu mà không sang thì không phải là người có phúc tướng. Không phải người thực sự là người ta quý, không có tướng quý. Bởi vì kiếm nhiều tiền thì đôi khi nó cũng phản ánh là cái người mà chăm chỉ, người chịu khó và những cái người mà có trí tuệ. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp kiếm nhiều tiền nhưng mà cái đồng tiền người ta kiếm được ấy, cái thứ nhất là do may mắn, cái thứ hai ấy, thì là do liều lĩnh nữa. Thế nên ý, cái thước đo của cái đồng tiền ấy,
nó chưa hẳn nó nói lên là cái người đó là người có phúc. Đại loại là như thế. Còn một cái điểm nữa là như thế này. Thế tại làm sao mà nói là cái người mà có kiến thức ấy, thì người ta chưa chắc người ta đã là cái người mà có phúc tường. Bởi vì thường thường là những cái người có phúc thì bao giờ là người ta cũng có cái sự thông minh, đúng không ạ? Cũng có cái sự mà hiểu biết, cũng có những cái mà lĩnh hội được những cái kiến thức tốt. Đại loại là như thế. Thế nhưng mà trên thực tế thì những cái người mà kiểu như là họ có nhiều kiến thức ấy, thì cũng chưa chắc là họ đã là cái người mà có văn hóa. Bởi vì sao? Bởi vì thế này. Cái kiến thức của họ ấy, mà họ giúp được cho nhiều người, họ chia sẻ, nói chung là họ giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều cái điều tốt ấy, thì cái kiến thức đó của họ ấy, nó mang lại cái phúc khí cho họ, mang lại cái may mắn, cũng như là mang lại cái phúc đức cho họ. Thì hoàn toàn cái người có nhiều kiến thức, cái người thông minh, như vậy họ là người có phúc tướng, rất tốt. Nhưng mà ngược lại, có những người mà có nhiều kiến thức, nhưng mà cái kiến thức của họ ấy, thì nó chỉ phục vụ cho bản thân thôi, chỉ tốt cho bản thân thôi. Mà có thể bởi vì bản thân họ muốn tốt ấy, mà họ có thể là họ đi trên đầu trên cổ, đạp những cái người xung quanh xuống. Hoặc là họ dùng những cái sự thông minh, dùng những cái kiến thức của mình ấy, để đi lừa gạt mọi người, lừa gạt người khác, đúng không? Để chiếm lợi cho bản thân. Họ dùng những cái thông minh của họ ấy, để họ làm hại người. Đấy, cái kiến thức và cái thông minh thì nó cũng có hai mặt là như thế. Vậy thì cái người thông minh như thế thì người ta sẽ không phải là cái người mà có phúc khí, có phúc tướng, hay là những cái người mà có phúc. Đấy, các bạn cứ hiểu rõ là như thế là được. Thì thế này, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ là bốn cái nét mà phúc tướng của người đàn ông ấy. Nghĩa là trên cơ thể những cái đó của họ càng to thì họ sẽ là người có phúc tướng, và họ cũng sẽ là cái người mà phú quý. Đại loại là sẽ là những cái người mà giàu sang ấy. Các bạn chú ý đón xem. Theo nhân tướng học ấy thì chỉ ra rằng những cái người mà có những cái bộ phận sau đây này càng to thì những cái người đó thì càng có phúc, và những cái người này sẽ là những cái người mà luôn yêu thương gia đình của mình hết mực, yêu thương vợ, yêu thương con, là cái người mà trung thủy, họ là cái người mà có tâm, họ là cái người mà có thể là phát triển được những cái sự nghiệp của mình. Cái đầu tiên, cái bộ phận đầu tiên thì ta sẽ nói là cái bàn chân. Cái người đàn ông ấy mà có cái bàn chân to ấy, thì đây họ sẽ là cái người mà có phúc tướng. Những cái người mà có cái bàn chân to ấy thì họ sẽ là những cái người mà sống rất là thực tế. Những cái người này thì họ không bao giờ họ thích nịnh bợ người khác, họ sống rất thực tế. Đàn ông mà có cái bàn chân to thì họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi mà người khác mà gặp khó khăn ấy. Nói chung họ ấy thì sẽ là những cái người mà được mọi người yêu quý lắm, được những cái người xung quanh yêu quý. Những cái người này thì họ là những cái người mà có trí tuệ. Họ thì cái thời trẻ, những cái người đàn ông có bàn chân to, cái thời trẻ thì tuy là gặp nhiều sóng gió, nhưng ý, họ nhanh chóng họ lấy lại những cái tinh thần, họ gây dựng lại những cái sự nghiệp. Các bạn cứ để ý nhé. Bởi vì thế này này, xét
theo khoa học ấy thì cái người mà đã có cái bàn chân to thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là họ đứng trên mặt đất rất là vững vàng. Những cái người như thế này thì chắc chắn là khi gặp sóng gió hay gặp những cái mà bấp bênh trong cuộc sống thì họ sẽ không bị chao đảo, họ sẽ là cái người mà đứng rất là vững. Cái người có bàn chân to ấy, thì chắc chắn là cái chân của người ta, cái bộ phận chân, đùi của người ta cũng phải là to. Bởi vì sao mình nói thế? Bởi vì như thế này. Bởi vì theo cái nguyên lý của cơ thể thì tất cả những cái bộ phận nào mà được lưu thông, được máu nó bơm vào nhiều thì nó sẽ to. Chân to chứng tỏ là cái khí huyết mà lưu thông từ cơ thể nó xuống chân rất là tốt. Và họ sẽ là những người có đôi chân rất là khỏe. Mà những người mà có đôi chân khỏe thì các bạn biết rồi, họ đều là những cái người có sức khỏe. Cái người có sức khỏe thì người ta mới có được cái tinh thần tốt chứ, mới có được cái sự chăm chỉ chứ. Và những cái người này thì họ học hỏi hay là họ nghiên cứu cái gì thì họ mới bền vững, họ mới sáng suốt được. Cái người mà sức khỏe yếu mà cho người ta tiếp nạp thêm kiến thức thì có khi là người ta vừa học một tí, người ta đã mệt rồi, người ta đã muốn bỏ cuộc rồi. Người ta sẽ là cái người mà không siêng năng và không chăm chỉ. Chính vậy, thế nên đâm ra là những cái người đàn ông mà có bàn chân to ấy, đây là một cái bộ phận mà nói lên cái phúc tướng. Những cái người này thì họ sẽ là những cái người mà rất là thành công, kể cả là về tiền bạc cho đến về cái phúc đức của người ta. Họ là những cái người mà biết nhìn xa trông rộng. Những cái người này thì họ là những cái người mà rất có bản lĩnh. Cái người này thì họ rất biết nắm bắt thời cơ. Nói chung ấy, họ thì là những cái người mà phát triển cái bản thân cũng như là phát triển những cái sự nghiệp của mình. Nói chung họ biết cách để mà phát triển bản thân cũng như là phát triển cái sự nghiệp của mình để thành công, để rực rỡ. Họ thì thường là những cái người mà có số, là vừa có quyền vừa có tiền ấy. Có cái số người ta gọi là ăn trên ngồi trước ấy. Ăn trên ngồi trước kiểu như thế. Vừa có tiền vừa có quyền. Nói chung ấy, thì những cái người này ấy, bằng cái thông minh, bằng cái nhạy bén của mình ấy, thế đâm ra là gia đình của họ luôn sung túc. Cái cô nào ấy mà lấy được cái anh chàng mà có cái bàn chân to ấy, thì đời sống rất là hạnh phúc, rất sướng, nhờ được chồng, nhờ được người đàn ông. Nói chung là cái người này sẽ là cái chỗ dựa vững chắc. Một cái nét tướng thứ hai mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là cái tướng miệng. Cái người đàn ông ấy mà có cái miệng ấy to ấy, rộng ấy, thì đây là một cái nét phúc tướng. Những cái người này ấy, thì họ sẽ là cái người rất là thông minh. Họ ấy thì là những cái người mà giàu nghị lực. Họ ấy thì là những cái người mà rất khéo léo trong giao tiếp hay là trong công việc. Họ cũng là những cái người mà rất khéo léo trong chăm sóc vợ con. Đấy, miệng rộng, đàn ông là miệng phải to, phải rộng. Cái người đàn ông ấy mà sở hữu cái nét quý tướng này này thì họ sẽ là những cái người mà luôn có quý nhân phù trợ. Những cái người này thì luôn có được cái sự hậu thuẫn từ gia đình cũng như là từ mọi người, từ bạn bè thân thiết. Những cái người đàn ông miệng to ấy thì họ có cái bản mệnh rất là tốt. Người này thì mạnh mẽ, cho dù là gặp sóng gió hay là gặp những cái trở ngại, những cái nghịch cảnh trong cuộc sống ấy, thì những cái người mà có cái tướng miệng to như này này, họ sẽ là những cái người mà dễ dàng vượt qua mọi trở ngại, họ sẽ chiến thắng được tất cả. Những cái người này ấy, cái người đàn ông mà có cái tướng miệng to ấy, thì họ sẽ là những cái người mà bước vào trung niên ấy, họ sẽ là những cái người mà rất thành công trong sự nghiệp. Họ sẽ dường như là họ có tất cả ấy. Nói chung là những cái người này thì càng kiểu như là càng có tuổi thì họ càng là những cái người mà có cái sự nghiệp thăng hoa, họ là những cái người mà rất phát triển.
cái người đàn ông có cái tướng miệng to ấy, thì họ cũng là cái người mà rất có bản lĩnh. Những cái người này thì rất là dũng cảm. Họ ấy xứng đáng là cái chỗ dựa cho gia đình, cho những người thân. Một cái nét tướng nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn là những cái người đàn ông ấy có cái mũi to, cái cánh mũi thì dày dặn, cái đầu mũi thì tròn. Đấy, bạn biết đấy, cái mũi thì hầu như là trong trong những cái nét tướng quý nào ấy, kể cả của đàn ông hay là của phụ nữ ấy, thì cái mũi nó rất là quan trọng. Cái mũi thì nó không chỉ là cái cung tài bạch đâu, mà nó cũng còn là những cái mà để mà nói lên những cái nhân cách, cái tính cách. Đây, cái người mà có mũi to thì thường là những cái người rất giàu nghị lực. Những người này thì rất là chăm chỉ, họ rất là kiểu như là biết giúp đỡ người khác ấy. Ai mà khó khăn hay là như thế nào mà nhờ cậy họ thì họ sẵn sàng. Những cái người này thì họ thường là những cái người mà đáng tin cậy. Họ ấy thì là những cái người mà rất coi trọng tình nghĩa, rất coi trọng nhân duyên. Những cái người này thì thường là những cái người mà nhìn xa trông rộng. Nói chung ý, họ là những cái người mà kiểu thường là những cái người mà có được những cái gia đình mà hạnh phúc, gia đình êm ấm ý. Khi mà những cái người mà có cái người đàn ông mà có cái tướng mũi to ấy, họ đi ra ngoài thì họ rất được nhiều mọi người yêu quý. Mọi người đa phần rất thích, rất quý mến. Cái người mà có cái mũi to là cái người mà cực kỳ ngay thẳng. Họ là người thực sự là đáng tin cậy. Họ sẵn sàng họ làm những cái việc mà kể cả là những cái việc khó khăn hay là như thế nào họ cũng làm. Họ thì không bỏ cuộc. Hứa, nhận. Hứa với ai, nhận lời với ai là làm chu đáo, làm cẩn thận luôn. Về cái mũi to là như thế, và hai bên cánh mũi dày dặn ý, thì đây là cái tướng mà phú quý. Hai bên cánh mũi này, hay người ta còn gọi là gián đài và đình quý, thì nó thể hiện ra là cái phú quý. Nói chung là những cái người mà sở hữu cái cánh mũi dày dặn cùng với mũi to này này thì họ là những người thông minh, họ là những cái người mà tài ba hơn người, họ là học hành giỏi giang, họ là những cái người có kiến thức, họ là những cái người mà có cái khả năng mà cái trí tuệ của họ là đôi khi là xuất chúng. Những cái người này thì chắc chắn là trong cái cuộc đời, trong cái đường đời, trong cái sự nghiệp lúc nào họ cũng thành công. Họ cũng là cái người mà có danh tiếng, họ thành công và họ có danh tiếng. Đấy, các bạn cứ để ý, hầu như là những cái người mà nổi tiếng hay là những cái người mà có địa vị ở trên xã hội ấy, hay là những cái người mà có quyền có chức ấy, các bạn cứ để ý, họ đều là những cái người mà có cái mũi rất là to, rất là hai cánh mũi lại dày dặn, mũi to. Những người như thế là những người mà có cái tướng quý. Đây cũng là một cái nét mà tướng quý nhá. Những cái người này thì nói chung những cái người mà có cái mũi to mà như thế này này, đại loại là họ sẽ là những cái người mà cả cuộc đời không bao giờ phải suy nghĩ đến cái chuyện mà tiền nong, lúc nào cũng rủng rỉnh, lúc nào cũng gặp may hơn người. Một cái nét tướng thứ tư cũng là cái nét cuối cùng mà hôm nay mình muốn chia sẻ, nghĩa là các bạn hãy để ý đến cái cổ. Cái người đàn ông ấy mà có cái cổ ấy, cái cổ to ấy, đấy, cổ to mà chắc khỏe ấy, thì đây là một cái nét tướng quý. Đàn ông ấy thì cổ phải to, không cần phải cao đâu, ngắn cũng được, thậm chí là hơi rụt càng quý. Đấy, riêng người đàn ông, cái tướng cổ người đàn ông. Nói chung ấy thì những cái người mà đàn ông có cái cổ to ấy thì họ thường là những người khỏe mạnh. Về cái sức khỏe họ đã là khỏe mạnh rồi. Về cái tinh thần thì những cái người này có cái đầu óc vô cùng là minh mẫn. Bây giờ mình chỉ nói đơn giản là như thế này nhé. Cái cổ ấy thì nó là một cái bộ phận nó trung chuyển ở giữa cái đầu và ở giữa cái phần thân. Đấy, cái cổ ấy
nó là cái nơi mà nó bao bọc được tất cả những cái dây thần kinh ấy, mà từ trên não bộ truyền xuống dưới cơ thể của mình, truyền xuống những cái dây thần kinh nó ảnh hưởng đến tim, gan, nội tạng hay chân tay tứ chi. Nói chung là cái cổ ấy, nó là cái nơi mà nó là cái trung gian, đúng không ạ? Chính vì vậy cái cổ mà to ấy, thì nó mới lưu thông một cách dễ dàng được, nó mới có nhiều cái bao bọc, nói chung là nó mới to và khỏe thì nó mới chắc chắn và nó mới bảo vệ được những cái sợi dây thần kinh đó, đúng không ạ? Để mà lưu truyền những cái tín hiệu từ não chỉ đạo xuống. Giống như mình nói ví dụ đơn giản là như thế này nhé, nghĩa là một cái con sông ấy, mà to ấy, thì khi mà trời mà có mưa lớn ấy, thì cái lượng nước ấy nó sẽ lưu thông rất là dễ dàng và nó sẽ cuốn nước ra biển một cách dễ dàng, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu mà một con sông mà nó nhỏ, nó hẹp ý, thì nó rất dễ bị tắc nghẽn hay là như thế này, thế nọ. Đại loại là cái lưu thông của nó không được có cái khả năng mà thông suốt, nó kém, rõ ràng là kém hơn cái con sông to. Cũng vậy, cái người đàn ông mà có cái cổ mà to mà khỏe thì họ là người như thế. Nghĩa là gì? Cái thần kinh, cái mạch máu, tất cả những thứ mà lưu thông dễ dàng ấy, thì họ sẽ là cái người có sức khỏe. Hơn nữa ấy, có sức khỏe thì cái tinh thần của họ sẽ là minh mẫn. Đấy, các bạn cứ để ý những cái người mà vận động viên, những cái người mà bên thể thao ấy, đặc biệt là các bạn cứ để ý những cái người mà trong cái bộ môn mà đấm bốc hàng đầu của thế giới, những người có cái cổ ấy, rất khỏe, rất to. Và những cái người đó ấy, thì đấy, một cái giải thi đấu của người ta ấy, một cái trận thi đấu bao nhiêu là tiền. Những người như thế có cái số giàu, có cái tướng giàu. Mà tất cả những cái nhà lãnh đạo trên thế giới thì các bạn cứ để ý, cổ của người nào cũng to, cũng khỏe. Chứ cái cổ nó không dài ngoằng ngoẵng, hay là nó không gầy gò, hay là nó thế này thế kia đâu. Đại loại là cổ người ta rất là khỏe, rất là to, rất là vững vàng. Đó. Thôi được rồi, thế video của tôi hôm nay đến đây là, chia sẻ đến đây là kết thúc. Thì vừa rồi là mình có nêu ra bốn cái nét phúc tướng của người đàn ông. Nghĩa là càng to thì càng quý, càng to càng phú quý. Thì cũng hy vọng rằng là qua cái video này thì các bạn cũng có thêm một cái góc nhìn về tướng số, cũng nhìn ra được cái người đàn ông như thế nào là cái người mà có phúc tướng. Nhưng bạn hãy nhớ là như thế này, tất cả những cái nét phúc tướng ấy, thì nó không phải là bỗng dưng mà nó có đâu. Đôi khi có những cái nét phúc tướng mà khi sinh ra có, nhưng mà qua thời gian ấy, mà qua cái tâm của mình ấy, hay là qua tất cả những cái nghịch cảnh ấy, mà mình ấy không cố gắng, mình buông xuôi, buông trôi ấy, thì cái nét phúc tướng đó nó sẽ biến mất đấy. Trông thế thôi, tướng là do tâm sinh. Chính vì vậy, thế nên ấy, cái bạn nào ấy mà có những cái nét mà nó chưa được phúc tướng ấy, nhưng các bạn cố gắng, các bạn dùng nghị lực, tất cả các bạn thay đổi, chuyển biến từ cái tâm, từ suy nghĩ, từ hành động, thì chắc chắn là tâm sẽ sinh tướng và các bạn sẽ có nhiều những cái nét phúc tướng hơn. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu như các bạn ấy có đóng góp ý kiến, có phản hồi,
có thắc mắc hay là có yêu cầu mình chia sẻ như thế nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.